khi ấy chư thiên cõi dục cõi sắc lại thưa Phật. Bạch Thế Tôn, Đại Đức Thiện Hiện là chân đệ tử Đức Phật, từ như lai xanh. Vì sao? Vì Đại Đức Thiện Hiện đã thuyết tất cả Pháp đều tương ưng với không, cụ thọ thiện hiện bảo chư thiên cõi dục cõi sắc chư thiên các ông nói thiện hiện tôi là chân đệ tử đức phật từ như lai xanh thế nào là thiện hiện từ như lai xanh nghĩa là từ như lai chân như xanh vì sao vì như lai chân như không đến không đi thiện hiện chân như cũng không đến không đi nên nói thiện hiện từ như lai xanh như lai chân như tức tất cả pháp chân như tất cả pháp chân như tức như lai chân như chân như như thế là không tánh chân như cũng không phải không tánh chân như thiện hiện chân như cũng lại như vậy nên nói thiện hiện từ như lai xanh như lai chân như thường trụ là tướng thiện hiện chân như cũng lạ như vậy nên nói thiện hiện từ như lai xanh như lai chân như không biến đổi không phân biệt chuyển khắp các pháp thiện hiện chân như cũng lạ như vậy nên nói thiện hiện từ như lai xanh như lai chân như không bị trở ngại tất cả pháp chân như cũng không bị trở ngại hoặc như lai chân như hoặc tất cả pháp chân như đều đồng một chân như không hai không khác không tạm không làm chân như như thế là tướng thường chân như không thời không tướng chân như vì tướng thường chân như không thời không tướng chân như nên không hai không khác thiện hiện chân như cũng lạ như vậy nên nói thiện hiện từ như lai xanh như lai chân như khắp mọi nơi không nhớ nghĩ không phân biệt thiện hiện chân như cũng lạ như vậy nên nói thiện hiện từ như lai xanh như lai chân như không đổi khác bất khả đắc thiện hiện chân như cũng lạ như vậy nên nói thiện hiện từ như lai xanh như lai chân như không lìa tất cả pháp chân như tất cả pháp chân như không lìa như lai chân như chân như như thế là tướng thường chân như không thời không tướng chân như thiện hiện chân như cũng lạ như vậy nên nói thiện hiện từ như lai xanh tuy nói từ xanh nhưng không chỗ từ xanh vì thiện hiện chân như không khác phật như lai chân như không quá khứ không vị lai không hiện tại tất cả pháp chân như cũng không quá khứ không vị lai không hiện tại thiện hiện chân như cũng lại như vậy nên nói thiện hiện từ như lai xanh quá khứ chân như tức như lai chân như như lai chân như tức quá khứ chân như vị lai chân như tức như lai chân như như lai chân như tức vị lai chân như thiện hiện chân như tức Như Lai chân như như Lai chân như tức hiện tại chân như hoặc quá khứ chân như hoặc vị Lai chân như hoặc hiện tại chân như hoặc Như Lai chân như đều đồng một chân như không hai không khác sắc chân như tức Như Lai chân như Như Lai chân như tức sắc chân như thọ tưởng hành thức chân như tức Như Lai chân như như lai chân như, tức thọ tưởng hành thức chân như. Hoặc sắc chân như, hoặc thọ tưởng hành thức chân như, hoặc như lai chân như. Đều đồng một chân như không hai không khác. Nhãn xứ chân như, tức như lai chân như. Như lai chân như, tức nhãn xứ chân như. Nhĩ tĩ thể thân ý xứ chân như, tức như lai chân như như lai chân như tức nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chân như hoặc nhãn xứ chân như hoặc nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chân như hoặc như lai chân như đều đồng một chân như không hai không khác sắc xứ chân như tức như lai chân như như lai chân như tức sắc xứ chân như thanh hương vị xúc pháp xứ chân như tức như lai chân như như lai chân như tức thanh hương vị xúc pháp xứ chân như hoặc sắc xứ chân như, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ chân như, hoặc như lai chân như, đều đồng một chân như, không hai không khác. Nhãn giới chân như, tức như lai chân như, như lai chân như, tức nhãn giới chân như, nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chân như, tức như lai chân như, như lai chân như, tức nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chân như, hoặc nhãn giới chân như, hoặc nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chân như, hoặc như lai chân như, đều đồng một chân như không hai không khác, sắc dưới chân như tức như lai chân như, như lai chân như tức sắc dưới chân như, thanh hương vị xúc pháp dưới chân như, tức như lai chân như, như lai chân như tức thanh hương vị xúc pháp dưới chân như. Hoặc sắc dưới chân như, hoặc thanh hương vị xúc pháp dưới chân như hoặc như lai chân như đều đồng một chân như không hai không khác nhãn thức giới chân như tức như lai chân như như lai chân như tức nhãn thức giới chân như nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chân như tức như lai chân như như lai chân như tức nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chân như hoặc nhãn thức giới chân như hoặc nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chân như hoặc như lai chân như đều đồng một chân như không hai không khác nhãn xúc trơn như tức như lai trơn như như lai trơn như tức nhãn xúc trơn như nhĩ tĩ thể thân ý xúc trơn như tức như lai trơn như như lai trơn như tức nhĩ tĩ thể thân ý xúc trơn như hoặc nhãn xúc trơn như hoặc nhĩ tĩ thể thân ý xúc trơn như hoặc như lai chân như đều đồng một chân như không hai không khác các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chân như tức như lai chân như như lai chân như tức các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chân như các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra chân như tức như lai chân như như lai chân như tức các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra chân như hoặc các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chân như hoặc các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chân như hoặc như lai chân như đều đồng một chân như không hai không khác ngã chân như tức như lai chân như như lai chân như tức ngã chân như hữu tình mạng giả sanh giả dưỡng giả sĩ phu bổ đặc giả la ý sanh thanh niên người làm người thọ người biết người thấy chân như tức như lai chân như như lai chân như tức hữu tình cho đến người thấy chân như hoặc ngã chân như hoặc hữu tình cho đến người thấy chân như hoặc như lai chân như đều đồng một chân như không hai không khác bố thí ba la mật đa chân như tức như lai chân như như lai chân như tức bố thí ba la mật đa chân như tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chân như tức như lai chân như như Lai chân như tức tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật đa chân như hoặc bố thí Ba la mật đa chân như hoặc tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật đa chân như hoặc như Lai chân như đều đồng một chân như không hai không khác pháp nội không không của các pháp nội tại chân như tức Như Lai chân như như Lai chân như tức pháp nội không chân như pháp ngoại không không của các pháp ngoại tại nội ngoại không không của các pháp nội ngoại tại không 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 của không đại không không lớn thắng nghĩa không không của chân lý cứu cánh hữu vi không không của các pháp hữu vi vô vi không không của các pháp vô vi tất cánh không không tối hậu rốt giáo vô tế không 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 biên tế tán vô tán không không của sự không phân tán bản tính không không của bản tính tự nhiên tính tự cộng tướng không không của tự cộng tướng nhất thiết pháp không không của vạn hữu bất khả đắc không không của cái bất khả đắc vô tính không không của vô thể cái không tồn tại tự tính không không của tự tính vô tính tự tính không không của vô thể của tự tính tự tính của cái không tồn tại chân như tức như lai chân như như lai chân như tức pháp ngoại không cho đến pháp vô tính tự tính không chân như hoặc pháp nội không chân như hoặc pháp ngoại không cho đến pháp vô tính tự tính không chân như hoặc như lai chân như đều đồng một chân như không hai không khác chân như chân như tức như lai chân như như lai chân như tức chân như chân như pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ chân như tức như lai chân như như lai chân như tức pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ chân như hoặc chân như chân như hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ chân như hoặc như lai chân như đều đồng một chân như không hai không khác thành đế khổ chân như tức như lai chân như như lai chân như tức thành đế khổ chân như thành đế tập diệt đạo chân như tức như lai chân như như lai chân như tức thành đế tập diệt đạo chân như hoặc thành đế khổ chân như hoặc thành đế tập diệt đạo chân như hoặc như lai chân như đều đồng một chân như không hai không khác bốn niệm trụ chân như tức như lai chân như như lai chân như tức bốn niệm trụ chân như bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo chân như tức như lai chân như như lai chân như tức bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chân như hoặc bốn niệm trụ chân như hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chân như hoặc như lai chân như đều đồng một chân như không hai không khác bốn tịnh lự chân như tức như lai chân như như lai chân như tức bốn tịnh lự chân như bốn vô lượng bốn định vô sắc chân như tức như lai chân như như lai chân như tức bốn vô lượng bốn định vô sắc chân như hoặc bốn tịnh lự chân như, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc chân như, hoặc như lai chân như, đều đồng một chân như, không hai, không khác. Tám giải thoát chân như, tức như lai chân như, như lai chân như, tức tám giải thoát chân như. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ mười biến xứ chân như, tức như lai chân như, như lai chân như, tức tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ chân như hoặc tám giải thoát chân như, hoặc tám thắng xứ chín định thứ đệ, mười biến xứ chân như, hoặc như lai chân như, đều đồng một chân như, không hai không khác, pháp môn giải thoát không chân như, tức như lai chân như. Như lai chân như, tức pháp môn giải thoát không chân như, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chân như, tức như lai chân như. Như Lai chân như tức pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chân như hoặc pháp môn giải thoát không chân như hoặc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chân như hoặc như lai chân như đều đồng một chân như không hai không khác thập địa tam thừa chân như tức như lai chân như như lai chân như tức thập địa tam thừa chân như Bồ Tát thập địa chân như tức như lai chân như như lai chân như tức bồ tát thập địa chân như hoặc thập địa tam thừa chân như hoặc bồ tát thập địa chân như hoặc như lai chân như đều đồng một chân như không hai không khác năm loại mắt chân như tức như lai chân như như lai chân như tức năm loại mắt chân như sáu phép thần thông chân như tức như lai chân như như lai chân như tức sáu phép thần thông chân như hoặc năm loại mắt chân như, hoặc sáu phép thần thông chân như, hoặc như lai chân như, đều đồng một chân như, không hai không khác. Mười lực Phật chân như, tức như lai chân như, như lai chân như, tức mười lực Phật chân như. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Mười tám pháp Phật bất cộng chân như, tức như lai chân như. Như Lai chân Như tức 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng chân Như. Hoặc 10 lực Phật chân Như hoặc 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng chân Như. Hoặc Như Lai chân Như đều đồng một chân Như không hai không khác. 32 tướng đại sĩ chân Như tức Như Lai chân Như. Như Lai chân Như tức 32 tướng đại sĩ chân Như. 80 vẻ đẹp chân Như tức Như Lai chân Như. Như Lai chân như tức 80 vẻ đẹp chân như hoặc 32 tướng đại sĩ chân như hoặc 80 vẻ đẹp chân như hoặc Như Lai chân như đều đồng một chân như không hai không khác. Pháp không quên mất chân như tức Như Lai chân như. Như Lai chân như tức pháp không quên mất chân như. Tánh luôn luôn xả chân như tức Như Lai chân như. Như Lai chân như tức tánh luôn luôn xả chân như hoặc pháp không quên mất chân như hoặc tánh luôn luôn xả chân như hoặc như lai chân như đều đồng một chân như không hai không khác pháp môn đà la ni chân như tức như lai chân như như lai chân như tức pháp môn đà la ni chân như pháp môn tam ma địa chân như tức như lai chân như như lai chân như tức pháp môn tam ma địa chân như hoặc pháp môn đà la ni chân như hoặc pháp môn tam ma địa chân như hoặc như lai chân như, đều đồng một chân như không hai không khác. Quả dự lưu chân như, tức như lai chân như, như lai chân như, tức quả dự lưu chân như. Quả nhất lai bất hoàn, A-la-hán độc giác bồ đề chân như, tức như lai chân như, như lai chân như, tức quả nhất lai cho đến độc giác bồ đề chân như hoặc quả dự lưu chân như hoặc quả nhất lai like cho đến độc giác bồ đề chân như hoặc như lai like chân như đồng một không hai không khác tất cả hạnh đại Bồ Tát chân như, tức Như Lai chân như, Như Lai chân như, tức tất cả hạnh đại Bồ Tát chân như, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề của chư Phật chân như, tức Như Lai chân như, Như Lai chân như, tức quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề của chư Phật chân như, hoặc tất cả hạnh đại Bồ Tát chân như, hoặc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề của chư Phật chân như, hoặc Như Lai chân như, đều đồng một chân như không hai không khác trí nhất thiết chân như tức như lai chân như như lai chân như tức trí nhất thiết chân như trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chân như tức như lai chân như như lai chân như tức trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chân như hoặc trí nhất thiết chân như hoặc trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chân như hoặc như lai chân như đều đồng một chân như không hai không khác thiên chúng nên biết các đại bồ tát đang chứng tất cả pháp chân như như thế thưa như lai ứng tránh đẳng giác con tin hiểu sâu sắc các pháp chân như như thế nên nói thiện hiện từ như lai sanh đang lúc thiện hiện thuyết tướng chân như như vậy ở thế giới tam thiên đại thiên này các núi lớn biến động sáu cách đông vọt tây lặn tây vọt đông lặn nam vọt bắc lặn bắc vọt nam lặn giữa vọt bên lặn, bên vọt giữa lặn. Khi ấy, thiên chúng cõi dục cõi sắc, lại dùng bột hương chiên đàn, bột hương đa yết la, bột hương đa ma la và hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen trắng, hoa sen vàng. Trên trời một lượt dài lên như lai và thiện hiện, sau đó đồng thưa Phật. Bạch như lai thật là chưa từng có, do chân như nên đại đức thiện hiện từ như lai xanh khi ấy cụ thọ thiện hiện bảo chư thiên chư thiên nên biết thiện hiện tôi không do sắc nên từ như lai xanh không do sắc chân như nên từ như lai xanh không lìa sắc nên từ như lai like xanh không lìa sắc chân như nên từ như lai like xanh không do thọ tưởng hành thức nên từ như lai like xanh không do thọ tưởng hành thức chân như nên từ như lai like xanh không lìa thọ tưởng hành thức nên từ như lai like xanh. Like xanh không lìa thọ tưởng hành thức chân như nên từ như lai like xanh như vậy cho đến không do trí nhất thiết nên từ như lai like xanh không do trí nhất thiết chân như nên từ như lai xanh không lìa trí nhất thiết nên từ như lai xanh không lìa trí nhất thiết chân như nên từ như lai xanh không do trí đạo tướng trí nhất thiết tướng nên từ như lai xanh không do trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chân như nên từ như lai xanh không lìa trí đạo tướng trí nhất thiết tướng nên từ như lai xanh không lìa trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chân như nên từ như lai xanh không do hữu vi nên từ như lai xanh không do hữu vi chân như nên từ như lai xanh không lìa hữu vi nên từ như lai xanh không lìa hữu vi chân như nên từ như lai xanh không do vô vi nên từ như lai xanh không do vô vi chân như nên từ như lai xanh không lìa vô vi nên từ như lai xanh không lìa vô vi chân như nên từ như lai xanh vì sao chư thiên chúng vì tất cả pháp này đều vô sở hữu những ai từ đó xanh hoặc nơi xanh do đây xanh hoặc từ nơi đây xanh đều bất khả đắc Bấy giờ xá lợi tử thưa phật bạch thế tôn các pháp chân như pháp dưới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh xác định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghi đều rất sâu xa. Nghĩa là trong đó sắc bất khả đắc, sắc chân như cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đó sắc còn bất khả đắc, huống nữa có sắc chân như bất khả đắc. Trong đó thọ tưởng hành thức bất khả đắc, thọ tưởng hành thức chân như cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đó thọ tưởng hành thức còn bất khả đắc huống nữa có thọ tưởng hành thức chân như khả đắc. Như vậy, cho đến trong đó trí nhất thiết bất khả đắc, trí nhất thiết chân như cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đó trí nhất thiết còn bất khả đắc, huống nữa có trí nhất thiết chân như khả đắc. Trong đó trí đạo tướng trí nhất thiết tướng bất khả đắc, trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chân như cũng bất khả đắc. Vì sao? vì trong đó trí đạo tướng trí nhất thiết tướng còn bất khả đắc, huống nữa có trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chân như khả đắc. Phật dạy, xá lợi tử, đúng vậy, đúng vậy, như ông đã nói, các pháp chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ đều rất sâu xa, nghĩa là trong đó sắc bất khả đắc, sắc chân như cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đó sắc còn bất khả đắc uống nữa có sắc chân như khả đắc như thế cho đến trong đó trí nhất thiết tướng bất khả đắc trí nhất thiết tướng chân như cũng bất khả đắc vì sao vì trong đó trí nhất thiết tướng còn bất khả đắc uống nữa có trí nhất thiết tướng chân như khả đắc khi đức phật thuyết tướng chân như như vậy có hai trăm bí xô dứt hết các lậu tâm được giải thoát thành a la hán lại có 500 chúng bí xô ni xa lìa trần cấu ở trong các pháp sanh pháp nhãn tịnh năm ngàn bồ tát sanh trong trời người được vô sanh nhẫn sáu ngàn bồ tát dứt hết các lậu tâm được giải thoát thành a la hán khi ấy phật dạy xá lợi từ nay trong chúng đây có sáu ngàn bồ tát đã ở quá khứ gần gũi cúng giường năm trăm chư phật ở chỗ mỗi đức Phật phát hoàng thệ nguyện tránh tín xuất gia, dù tu bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự mà không thọ trì bát nhã ba la mật đa, xa lìa phương tiện thiện xảo, nên suy nghĩ khác hành hạnh khác. Khi tu bố thí suy nghĩ như vậy, đây là bố thí, đây là vật thí, đây là người nhận ta hành bố thí. Khi tu tịnh giới suy nghĩ như vậy, đây là tịnh giới, đây là tội nghiệp, đây là cảnh được hộ ta thường trì giới khi tu an nhẫn suy nghĩ như vậy đây là an nhẫn đây là chướng nhẫn đây là cảnh được nhẫn ta hành an nhẫn khi tu tinh tấn suy nghĩ như vậy đây là tinh tấn đây là lười nhác đây là việc nên làm ta thường tinh tấn khi tu tịnh lự suy nghĩ như vậy đây là tịnh lự đây là tán động đây là việc nên tu ta thường tu định đó là họ không thọ trì bát nhã ba la mật đa xa lìa phương tiện thiện xảo nương suy nghĩ và hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự sai khác do suy nghĩ sai khác hành sai khác nên không được bồ tát suy nghĩ đúng lý mất bồ tát hành đúng lý do đó nên không được vào ngôi bồ tát tránh tánh ly xanh do không được vào ngôi bồ tát tránh tánh ly xanh nên đắc quả dự lưu lần đến quả a la hán thế nên xá lợi từ đại bồ tát nào dù có đạo bồ đề và có pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện mà không thọ chỉ bát nhã ba la mật đa và xa lìa phương tiện thiện xảo chứng thật tế rơi vào thanh văn địa hoặc độc giác địa cụ thọ xá lợi tử lại thưa phật bạch thế tôn do nhân duyên nào có những vị bổ đặc già la thanh văn thừa hoặc độc giác thừa tu pháp không vô tướng vô nguyện không thọ trì bát nhã ba la mật đa xa địa phương tiện thiện xảo chứng thật tế rơi vào thanh văn địa hoặc độc giác địa có những vị bổ đặc giá la bổ tát thừa tu pháp không vô tướng vô nguyện thọ trì bát nhã ba la mật đa nương phương tiện thiện xảo tuy chứng thật tế nhưng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà. Phật dạy xá lợi từ những vị bổ đặc giả la thanh văn thừa hoặc độc giác thừa, xa lìa tâm trí nhất thiết trí, không thọ trì bát nhã ba la mật đa, không có phương tiện thiện xảo, tu pháp không vô tướng vô nguyện, nên chứng thật tế rơi vào thanh văn địa hoặc độc giác địa. Những vị bổ đặc giả la bổ tát thừa không xa lìa tâm trí nhất thiết trí, thọ trì bát nhã ba la mật đa, có phương tiện thiện xảo khởi đại bi tâm làm thượng thủ tu pháp không vô tướng vô nguyện tuy chứng thật tế nhưng vào ngôi bồ tát tránh tánh ly sanh chứng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đà xá lợi tử thí như có con chim thân dài lớn trăm do tuần hoặc hai trăm hoặc ba trăm do tuần mà không có cánh từ trời ba mươi ba chim này gieo mình rơi xuống châu thiệm bộ rơi giữa đường nó suy nghĩ ta muốn trở lại trời 33 xá lợi tử ý ông thế nào chim này có thể về lại trời 33 được không xá lợi tử thưa bạch thế tôn không bạch thiện thệ không phật dạy xá lợi tử giữa đường chim này lại mong muốn đến châu thiện bộ thân không bị tổn thương xá lợi tử ý ông thế nào sự mong muốn của chim này có được như ý không xá lợi tử thưa bạch thế tôn không bạch thiện thệ không chim này khi đến châu thiện bộ chắc chắn nó bị tổn thương có thể mất mạng hoặc đau gần chết vì sao vì thân chim này lớn từ cao rơi xuống mà không có cánh phật dạy xá lợi tử Đúng vậy, đúng vậy. Như ông đã nói, xá lợi tử, những vị bổ đặc giá la Bồ Tát thừa cũng lạ như vậy. Tuy trải qua vô lượng vô số đại kiếp, siêng tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, cũng tu bát nhã, cầu đến quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề nhưng không thọ trì bát nhã, ba la, mật, đa, xa lìa, phương tiện, thiện, xảo. Tu pháp không vô tướng vô nguyện, chứng thật tế, thì cũng rơi vào thanh văn địa hoặc độc giác địa. Vì sao? Xá lợi từ những vị bổ đặc già la Bồ tát thừa này xa lìa tâm trí nhất thiết trí dù trải qua vô lượng vô số đại kiếp siêng tu bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự cũng tu bát nhã mà không thọ trì bát nhã ba la mật đa xa lìa phương tiện thiện xảo thì sẽ rơi vào thanh văn địa hoặc độc giác địa xá lợi từ những vị bổ đặc giá la bồ tát thừa này dù nhớ chư phật thế tôn quá khứ vị la hiện tại có giới uẩn định quẩn, tuệ quẩn, giải thoát uẩn giải thoát trí kiến uẩn cung kính cúng dường tùy thuận tu hành nhưng đối trong đó chấp trước tướng nên hiểu không đúng lý công đức viên mãn về giới uẩn định uẩn tuệ uẩn giải thoát uẩn giải thoát trí kiến uẩn của chư như lai ứng tránh đẳng giác các đại bồ tát này vì không hiểu đúng lý công đức của phật nên dù nghe đạo vô thượng tránh đẳng giác và pháp không vô tướng vô nguyện nhưng nương âm thanh này chấp trước tướng, chấp trước tướng rồi lại quay về quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Những vị bổ đặc giá la bồ tát thừa này, tuy quay về như thế nhưng không đắp quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, mà rơi vào thanh văn địa hoặc độc giác địa. Vì sao? Xá lợi từ những vị bổ đặc giá la bồ tát thừa này. Do không thọ trì bát nhã ba la mật đa và xa lìa phương tiện thiện xảo nên dù đem các căn lành đã tu quay về quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nhưng vẫn rơi vào thanh văn địa hoặc độc giác địa lại nữa xá lợi tử có những vị bổ đặc giá la bồ tát thừa từ sơ phát tâm không xa lìa tâm trí nhất thiết trí khởi đại bi làm thượng thủ siêng tu bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự cũng tu diệu tọa thọ trì bát nhã ba la mật đa không xa lìa phương tiện thiện xảo vẫn nhớ giới uẩn định uẩn tuệ uẩn giải thoát quần, giải thoát trí kiến uẩn của chư Phật Thế Tôn quá khứ, vị la hiện tại, nhưng không chấp trước tướng. Tuy tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, nhưng cũng không chấp tướng. Vẫn nhớ các thứ công đức của mình và người, đem cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau quay về quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cũng không chấp tướng. Xá lợi tử nên biết trụ bổ đặc giá la bồ tát thừa như thế thẳng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không rơi vào thanh văn địa và độc giác địa vì sao xá lợi tử vì những vị bổ đặc giá la Bồ Tát thừa này từ sơ phát tâm cho đến tận cùng không xa lìa tâm trí nhất thiết trí trong tất cả thời luôn khỏi đại bi làm thượng thủ vẫn tu bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự cũng tu bát nhã nhưng không chấp tướng tuy nhớ giới uẩn định uẩn tuệ uẩn giải thoát uẩn giải thoát trí kiến uẩn của chư phật thế tôn quá khứ vị la hiện tại nhưng cũng không chấp tướng vẫn tu đạo vô thượng chánh đẳng bồ đề và pháp không vô tướng vô nguyện cũng không chấp tướng xá lợi từ những vị bổ đặc giá la bồ tát thừa này vì có phương tiện thiện xảo nên đem tâm đi tướng tu hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự và bát nhã ba la mật đa như vậy cho đến đem tâm đi tướng tu hành trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng do đó quyết chắc chứng sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề khi ấy xá lợi từ thưa phật bạch thế tôn con đã hiểu lời phật thuyết đại bồ tát nào từ sơ phát tâm cho đến tận cùng thọ trì bát nhã ba la mật đa không xa lìa phương tiện thiện xảo thì đại bồ tát này gần về quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vì sao vì đại bồ tát này từ sơ phát tâm cho đến tận cùng đều không thấy có một chút pháp nào khả đắc nghĩa là hoặc năng chứng, hoặc sở chứng, hoặc chỗ chứng, hoặc thời chứng, hoặc do đây chứng đều bất khả đắc, đó là hoặc sắc, hoặc thọ tưởng hành thức, cho đến hoặc trí nhất thiết, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đều bất khả đắc. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, các thiện nam, thiện nữ, Bồ Tát Thừa, không thọ trì, bát nhã, ba la mật đa, xa lìa phương tiện thiện xảo mà cầu quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề nên biết sự cầu vô thượng chánh đẳng bồ đề của họ còn nghi hoặc do dự hoặc đắc hoặc không đắc. Vì sao vì các thiện nam thiện nữ bồ tát thừa này không thọ trì bát nhã ba la mật đa xa lìa phương tiện thiện xảo nên đối với sự tu hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa đều chấp trước tướng như vậy cho đến sự tu hành trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng đều chấp trước tướng do đó nên các thiện nam thiện nữ bồ tát thừa này còn nghi hoặc do dự hoặc đắc hoặc không đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thế nên bạch Thế Tôn đại bồ tát nào muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, quyết định không nên xa lìa phương tiện thiện xảo Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại bồ tát này an trụ phương tiện thiện xảo Bát Nhã Ba La Mật Đa, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem tâm vô tướng tu hành bố thí Ba La Mật Đa tu tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa như vậy cho đến đem tâm câu hành vô sở đắc và vô tướng tu hành trí nhất thiết tu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng đại bồ tát nào an trụ phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa dùng vô sở đắc mà làm phương tiện đem tâm câu hành với vô tướng tu hành tất cả phật pháp như thế chắc chắn chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề khi ấy thiên chúng cõi dục cõi sắc đồng thưa phật bạch thế tôn Quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật rất khó tin hiểu, rất khó chứng đắc. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát đối với tất cả Pháp tự tướng cộng tướng đều chứng biết, nên mới có thể đạt được sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nhưng sự hiểu biết Pháp tướng của các chúng đại Bồ Tát đều vô sở hữu bất khả đắc. Phật bảo chư thiên, đúng vậy, đúng vậy, như các ông đã nói, quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề của chư Phật, rất khó tin hiểu, rất khó chứng đắc. Chư thiên nên biết, ta cũng giác ngộ tướng tất cả Pháp, chứng đắc quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề nhưng đều không đắc thắng nghĩa Pháp tướng. Có thể gọi đây là năng chứng, đây là sở chứng, đây là chỗ chứng, đây là thời chứng, do đây mà chứng. Vì sao? Vì tất cả pháp rốt giáo tịnh, hữu vi, vô vi, rốt giáo không. Do đó nên quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề rất khó tin hiểu, rất khó chứng đắc. Cụ thọ thiện hiện thưa Phật, Bạch Thế Tôn như Ngài đã nói, Quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật rất khó tin hiểu, rất khó chứng đắc, nhưng con suy nghĩ lời ngài nói quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật rất dễ tin hiểu, rất dễ chứng đắc. Vì sao? Vì nếu tin hiểu không có pháp năng chứng, không pháp sở chứng, không có chỗ chứng, không có thời chứng cũng không do đây mà có chứng đắc thì tin hiểu được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật nếu chứng biết không có pháp năng chứng, không có pháp sở chứng, không có chỗ chứng, không có thời chứng, cũng không do đây mà có chứng đắc thì chứng được sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vì sao vì tất cả pháp đều rốt ráo không tất cánh không trong rốt ráo không đều không có pháp có thể gọi năng chứng có thể gọi sở chứng có thể gọi chỗ chứng có thể gọi thời chứng có thể gọi do đây mà có chứng đắc vì sao? Vì tất cả pháp tánh tướng đều không, hoặc tăng hoặc giảm, đều vô sở hữu, đều bất khả đắc. Do đó, sự tu hành, bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa của các đại Bồ Tát đều vô sở hữu, đều bất khả đắc như vậy cho đến trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng đều vô sở hữu đều bất khả đắc các đại bồ tát quán sát các pháp hoặc hữu sắc hoặc vô sắc hoặc hữu kiến hoặc vô kiến hoặc hữu đối hoặc vô đối hoặc hữu lậu hoặc vô lậu hoặc hữu vi hoặc vô vi đều vô sở hữu đều bất khả đắc do đó nên con suy nghĩ ý nghĩa đức phật nói quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề của chư phật rất dễ tin hiểu rất dễ chứng đắc các đại bồ tát không nên bảo điều này khó tin hiểu và khó chứng đắc vì sao? Vì sắc tự tánh sắc là không. Thọ tưởng hành thức tự tánh thọ tưởng hành thức là không. Như vậy cho đến trí nhất thiết tự tánh trí nhất thiết là không. Trí đạo tướng trí nhất thiết tướng tự tánh trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là không. Đại Bồ Tát đối với nghĩa tự tánh không như thế, sanh lòng tin hiểu y vậy mà tu hành sẽ đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, xá lợi từ bảo thiện hiện cũng do nhân duyên này mà quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật rất khó tin hiểu, rất khó chứng đắc. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát Quán tất cả pháp đều vô tự tánh, đều như hư không, ví như hư không không suy nghĩ, ta phải tin hiểu sẽ mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Các đại bồ tát cũng như thế, không suy nghĩ, ta phải tin hiểu sẽ mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao vì các pháp đều không ngang bằng hư không? Các đại bồ tát cần phải tin hiểu các pháp đều không ngang bằng hư không, y vậy mà tu hành mới đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đại bồ tát nào tin hiểu các pháp ngang bằng hư không thì đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề mới dễ sanh lòng tin hiểu dễ chứng đắc không thể có hàng hà sa số đại bồ tát mặc áo giáp đại công đức hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà giữa đường thối lui, vì thế nên biết quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề rất khó tin hiểu, rất khó chứng đắc. Cụ Thọ Thiện Hiện hỏi Xá Lợi Tử, "Xá Lợi Tử, ý ông thế nào xác đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối lui không?" Xá Lợi Tử đáp, "Thiện Hiện, không xá lợi tử ý ông thế nào thọ tưởng hành thức đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật có thối đuôi không xá lợi tử đáp thiện hiện không xá lợi tử ý ông thế nào cho đến trí nhất thiết đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật có thối lui không xá lợi tử đáp thiện hiện không xá lợi tử ý ông thế nào trí đạo tướng trí nhất thiết tướng đối với quả vị vô thượng Chánh đẳng bồ đề của chư phật có thối lui không xá lợi tử đáp thiện hiện không xá lợi tử ý ông thế nào sắp chân như đối với quả vị vô thượng Chánh đẳng bồ đề của chư phật có thối lui không xá lợi tử đáp thiện hiện không xá lợi tử ý ông thế nào thọ tưởng hành thức chân như đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật có thối lui không xá lợi tử đáp thiện hiện không xá lợi tử ý ông thế nào cho đến trí nhất thiết chân như đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật có thối lui không xá lợi tử đáp thiện hiện không xá lợi tử ý ông thế nào trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chân như đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật có thối lui không xá lợi tử đáp thiện hiện không xá lợi tử ý ông thế nào lìa sắc có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật có thối lui không xá lợi tử đáp thiện hiện không xá lợi tử ý ông thế nào lìa thọ tưởng hành thức có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối lui không? Xá lợi tử đáp thiện hiện không? Xá lợi tử ý ông thế nào cho đến địa trí nhất thiết có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối lui không? Xá lợi tử đáp thiện hiện không? xá lợi tử ý ông thế nào Địa trí đạo tướng trí nhất thiết tướng có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật có thối lui không xá lợi tử đáp thiện hiện không xá lợi tử ý ông thế nào lìa sắc chân như có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật có thối lui không xá lợi tử đáp thiện hiện không xá lợi tử ý ông thế nào lìa thọ tưởng hành thức chân như có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật có thối lui không xá lợi tử đáp thiện hiện không xá lợi tử ý ông thế nào cho đến lìa trí nhất thiết chân như có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật có thối lui không xá lợi tử đáp thiện hiện không xá lợi tử ý ông thế nào địa trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chân như có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật có thối nuôi không xá lợi tử đáp thiện hiện không xá lợi từ ý ông thế nào các pháp chân như đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật có thối lui không xá lợi từ đáp thiện hiện không xá lợi từ ý ông thế nào các pháp Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật có thối lui không xá lợi tử đáp thiện hiện không xá lợi tử ý ông thế nào lìa các pháp chân như có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật có thối lui không xá lợi tử đáp thiện hiện không xá lợi tử ý ông thế nào thì các pháp pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly sanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ có pháp đối với quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề của chư phật có thối lui không xá lợi tử đáp thiện hiện không Cụ thọ thiện hiện hỏi xá lợi tử, nếu tất cả Pháp đều vô sở hữu, đều bất khả đắc, thì hiền giả nói các pháp nào có thể đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà có thối lui, xá lợi tử bảo thiện hiện như nhân giả đã nói trong vô sanh pháp nhẫn đều không có pháp cũng không có bồ tát có thể đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nói có thối lui nếu vậy thì cớ sao đức phật nói ba hạng trụ bổ đặc giá la bồ tát thừa chỉ nên nói một lại như nhân giả nói lẽ ra không có tam thừa bồ tát khác nhau chỉ có một chánh đẳng giác thừa khi ấy mãn từ từ thưa xá lợi tử nên hỏi tôn giả thiện hiện chấp nhận có một bồ tát thừa hay không, sau đó mới không kiến lập tam thừa khác nhau, chỉ có một tránh đẳng giác thừa mà thôi. xá lợi tử hỏi thiện hiện, hiền giả chấp nhận có bồ tát thừa hay không? cụ thọ thiện hiện hỏi xá lợi tử, xá lợi tử ý hiền giả thế nào? trong tất cả pháp chân như có tướng ba hạng trụ bổ đặc giá la bồ tát thừa khác nhau chăng nghĩa là có người nuôi trụ thanh văn thừa hoặc có người trụ độc giác thừa hoặc có người chứng đắc vô thượng thừa xá lợi tử đáp thiện hiện không xá lợi tử ý ông thế nào trong tất cả pháp chân như có khác tam thừa bồ tát chăng xá lợi tử đáp thiện hiện không xá lợi tử ý ông thế nào trong tất cả pháp chân như thật có một bồ tát thừa không thối lui chăng xá lợi tử đáp thiện hiện không Xá lợi tử ý ông thế nào trong tất cả pháp chân như? Thật có các đại Bồ Tát một chánh đẳng giác thừa chăng? Xá lợi tử đáp thiện hiện: Không. Xá lợi tử ý ông thế nào trong các pháp chân như? Có một, có hai, có ba tướng chăng? Xá lợi tử đáp thiện hiện: Không. Xá lợi tử ý ông thế nào trong tất cả pháp chân như? còn có một pháp hoặc một bồ tát có thể đắc không xá lợi từ đáp thiện hiện không Cụ thọ thiện hiện bảo xá lợi từ, nếu tất cả pháp đều vô sở hữu, đều bất khả đắc thì tại sao xá lợi từ có thể suy nghĩ như vậy? Bồ Tát như thế đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật chắc chắn thối lui. Bồ Tát như thế đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật chắc chắn không thối lui. Bồ Tát như thế đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật không chắc chắn. Bồ Tát như thế là thanh văn thừa, Bồ Tát như thế là độc giác thừa, Bồ Tát như thế là chánh giác thừa, như thế là ba, như thế là một xá lợi từ đại bồ tát nào đối với tất cả pháp đều không sở đắc đối với tất cả pháp chân như cũng hoàn toàn tin hiểu đều không sở đắc đối với các bồ tát cũng không sở đắc đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật cũng không sở đắc nên biết đây là chân đại bồ tát xá lợi tử đại bồ tát nào nghe thuyết tướng các pháp chân như bất khả đắc tâm không kinh khiếp không khủng hoảng không sợ hãi không nghi không hối không lui không chìm thì đại bồ tát này mong chứng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề trong thời gian đó chắc chắn không thối lui hết quyển thứ 447